bánh kem cho sân báo đấy nha ơi. Chị Vy ơi, chị Anh ơi, còn hai cái hả? Ờ, ba cái hả? Còn hai cái à? Cái này hả? Ờ, cái này thôi, Thôi vậy chị lấy em cái này đi. Chị ghi là hả? Chúc mừng sinh nhật sân báo giùm em đi. Sân báo. Dạ. Cho thì cũng cho rồi cả nhà. Thì nay mình đi mua bánh kem, mình tổ chức sinh nhật bất ngờ cho sân báo nha. Xem là phản ứng sân báo như thế nào nha cả nhà. Cả nhà đợi mình xíu nha. Bánh kem siêu nhân mấy triệu. Dạ. Cái gì vậy? Hai chào cả nhà nha. À, thì cho anh thì mình cũng cho anh xong rồi cả nhà. Đó, nói chung thì cho anh quà sinh nhật. Nói chung là cho anh cũng cho anh xong rồi ha. Thì ở đây Hải Ca có làm một cái con gà với mua một cái bánh kem. Hôm nay thì Hải Ca cũng thấy có một cái món rất là hot bữa giờ, đó là gỏi gà măng cục đó nha. Thì nói chung là hôm nay gia đình Hải Ca có chuẩn bị hết à. Măng cục nè cả nhà. Đó, măng cục, bắp cải, đồ. Thì ở đây có một con gà nữa. Đó, nhìn đắt chưa? Vàng tươi luôn ha. Nhìn nó không? Đó. Với lại ở đây Hải Ca có mua một cái bánh kem để mà tổ chức sinh nhật anh Sơn Báo nha. Thì Hải Ca cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Sơn Báo nha cả nhà. Bắp chocola, bánh kem chocola nữa nè. Ghê quá. Đây là cái bánh kem. Trời. Siêu nhân hả? Trời ơi, trời. Trời ơi. 30 tuổi rồi bánh kem Spider-Man. Mua cho em cái bánh kem Spider-Man. Giống sinh nhật nít đó hả? Đó thì đây đang cây. Thôi bây giờ chọn gỏi gà nha ơi. Yến bài Yến chọn đi. Hai bài anh bài á. Gắn cho con cái ngược đi nha. Gỏi gà ăn cục ăn lượm vậy chị? Không, người thôi, anh chị ăn bánh kem. 3 tuổi thôi. Ở đây chú ba ba, chú Sơn Báo 30 tuổi chạy. Mới có 3 tuổi à? Là... Dạ, à. Con là, vẫn là trẻ, con rất là trẻ. Cái điều tự tin quá. Không, không. Cái nhà thấy em trẻ không cái nhà? Em rất là trẻ nha. Em 30 tuổi thôi, chứ thằng em là... Dạ rồi. 18 tuổi, giao diện 18 tuổi. Sơn Báo 30 tuổi, nay tôi 53, 7 hả? Mẹ nó sinh năm nhiều, nhiều mẹ nhớ. 68 thì 2028 là mới 60. 55 rồi. Ừ. Dữ là trời. Ôi. Spiderman. Nay nay sinh nhật anh hai xé gà coi. Thôi. Nên làm nắng quá say nắng rồi. Nắng hả? Nó cực ghê không? Cực ghê không? Nó cục sống ăn được hả ta? Đó. Chát hay gì? Chuối gì kì vậy? Sao chuối cái khác kìa? Đúng rồi. Kéo gà, cắt gà đi. Xe đi. Cắt nó mới hấp dẫn. Rồi, nó ngọt chứ. Đưa thao đây, đưa thao đây. Ngọt thì chín rồi tao mới ngọt thôi. Ừ. Cái gì? Cục. Ăn thử mẹ. Ôi. À, ngon lắm. Chào ớt nha. Hello baby. Rồi ớt kìa. Chanh nữa kìa. Bây giờ sẽ chọn gỏi gà của nhà. Nguyên liệu gồm có bắp cải. Cà rốt. Cà rốt. Măng cụt non. Vô luôn hả? Vô đi. Vô luôn. Hành tím băm.
chịu hết luôn nha. Lấy gì vậy? Lấy gì vậy? Chiều găm. Lá. Bộ gỗ mà khoan khoan. Sao chúc mừng sinh nhật mà mua cái nón gì vậy? Ừ, Giáng sinh vui vẻ vậy à? Cái nón từ hôm bữa rồi. Đây hết luôn nè. À, xong cái tô cái chấm rồi nha. Cái gì? Niệm gì trời? Sinh nhật ta ướt với kêu mẹ em kêu niệm. Cái niệm gì nữa? Nam mô Di Đà Phật hả? Trời ơi, người ta chưa đó, rút đi. Chín chín luôn. Sicula đó, bà chín chín. Chín chín. Giống ít nước sốt quá vậy. Chua là được rồi. Rồi. Xong rồi nha. Thành lá thôi. Bây giờ cho gà vô. Trời ơi, mưa tới luôn rồi ông nội ơi. À, nhấc nắp nha. Xong rồi nha. Ngon ngon ngoài ha. Cái đằng. Cái đằng. Ê cái măng. Cái măng ăn cái mề. Ủa cái đằng là ăn cái đùi. Còn gì nữa ta? Ủa cái đằng ăn cái đầu. Ủa cái đằng là ăn. Ủa cái đằng là ăn cái đầu. Bà không nói vậy đó. Mọi người không được nghĩ bậy nha. Không ai nghĩ bậy á. Cũng về dưới bự. Rồi, ok, nói chung là bây giờ cái gỏi gà của mình xong rồi. Bây giờ mình sẽ dọn ra kia rồi mời cô chú anh chị tham gia cái buổi sinh nhật này của Sông Báo nha. Mời quý ngoài ông bà của anh chị ăn sinh nhật cùng em. Yeah. Ướt. Bây giờ ướt đi, ướt đi. Ướt cái bự kìa. Ở sinh nhật tao ướt ké luôn, cái vụ mặt ướt ké nữa. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rồi đây. Đây chú vô. Ủa gì kệ ca ta. Đây kia là một ngày sinh nhật của Sơn. Ngày má Sơn sinh Sơn ra đời. Má. Con má con má. Con bà. Yeah. Ê. Đây à. Mới là mới 30 năm người ta rồi mới. Rồi bây giờ cắt bánh kem đi, cắt bánh kem đi. Vậy 30 tuổi rồi mình phải chơi cái bánh kem Spiderman. Cái gì vậy? Đi đây. Cắt ngược kìa. Trời ơi trời. Cắt cái tượng trưng phải không? Ồ yeah, quá đẹp rồi. 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 Ăn gà thôi. Ăn thôi. Ồ cắt bánh kem cho ăn gà. Cảm ơn kem thôi, ăn gà. Chịu ăn, chưa ăn kem. Để Yến đi, đúng đi, cho nó lịch sử. Người bà báo rồi. Gì vậy? Gì mà? Rồi, để Yến kem ra kia đi. Rồi, để Yến kem qua bên đây ha. Xin lỗi. Đây, để qua bên Yến Yến. Nè, đưa cho ta Yến làm một cái bẹp. Yến mà ở cái bẹp vui lắm á. Rồi, đây. Đây, để múc cháu cho bà. Rồi, bây giờ mình nhập tiệc thôi. Cái này là gỏi gà măng cụt nha cả nhà. Đó thì thấy rất là hot ở trên mạng luôn. Cho nên là hôm nay Hải Ca làm thử để mà ăn mừng sinh nhật Sông Báo nha. Đó. Ủa đây gỗ siêu rồi ta. Chấm nè. Tôi ăn mũ này ha. Chơi luôn. Lấy mấy đôi. Nè, đôi này nó 5 nè. Đúng 10 tính luôn á. Nè. Ủa, mũ này gấp. Đấy, mũ này kia luôn. Đấy luôn. Rồi, mời cả nhà. Rồi, vô nè, cảm nhận vô cái ơi. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Để cho mẹ cái đùi nè mẹ. Mà để con lột da ra cho. Rồi, nắp luôn. Để dĩa dày gần lại mẹ nè. Được rồi, tay dài. Mẹ ăn có nhiêu đâu. Để được bà. Thử rồi. Đó giờ con mới ăn luôn á. Chưa ăn luôn, chưa mới gì. Nè, bây giờ mới ăn nè. Mời cả nhà. Đó, mẹ, cho mẹ cái đùi nè. Mấy đùi không da. Mẹ Hương không có ăn da được cả nhà. Ngon mà. Mình mới ăn cục rồi. Ngon không? Cái món này là đú chen nè. Đú chen trên mạng nè. Mời cả nhà ăn. Ngon ba. Thì chua ta. Có lý vậy? Có lý không? Ngon không? Vô im không cha. Im à.
gà thử miếng. Bình thường là măng cục khô non này là ăn nó chắc chắc mà không biết trồng cỏi như thế nào. Trồng cho miếng tất chắc chua chua. Thấm đồ chua đó. Vô được không? Được đó, đó. Đúng không? Sao nó không chắc nữa ta? Thiếu gì đó không? Ừ. Bia. Hàng chi nó hết nó ngon. Ngon. Cái măng cụt này cả nhà, trộn gỏi nó không có bị chát nha. Nó chua chua mà nó lạ lạ lắm. Đúng rồi, còn ngon nó chát nhưng nó không chát. Nè. Cho một cái im ghê luôn. Mẹ cái măng cụt ngủ không mình nhiều mà. Nhưng mà lột ra thì nó mủ lắm nha cả nhà. Mua 2 kg. 2 kg lột ra chắc còn nửa ký à. Chưa được nửa ký, 100 g. Vô miếng gà. Thôi mà sáng tạo món này hay quá ta. Rồi cả nhà dùng cái khâu câu. Cháu ngon quá mẹ. Im nhỏ đi cả nhà. Này vô nó im lắm cả nhà. Ngon mà. Ngon hết luôn. Có lạ. Cỏ này đám thịt cỏ cũng ngon hả? Cỏ này có lý á mà. Nó lạ mẹ. Vô miếng gan cả nhà. Ủa lòng. Miếng huyết. Trời ơi. Đã nữa. Quay gần gần lại mấy cái mỏ mày. Ăn quay gần mà. Đã mà nội. Tuyệt vời. Nó mập rồi, nó dặn ôm luôn. Ngoái dầu. Mắp á. Ui bắp. Dạ. Gà ngon mà măng cục cũng ngon nữa. Cháo cũng ngon. Có lý á. Cái gì vậy ta? Trứng cục bi. Trứng nè. Trứng. Trứng non. Mái mà. Trứng non. Gà mái. Rồi. Ngon quá lượm cục ăn không? Thôi nha. Vô thử miếng da. Ngon quá ngon. Cả nhà. Mới ăn măng cục lần đầu. Dạ luôn. Măng cục càng giỏi. Cái giòn giòn ha. Đã. Không có chát, không có gì mà sao gọt mũi nữa. Ngon, ngon mà. Có thấy hôm nay Hải Ca làm ngon á. Trời ơi. Múc cái đầu riêng giòn giỏi đó kìa. Chôm chôm đi. Chôm có hả? Cái món này nó gần gần luôn đó nha. Thằng chứ nó ngon. Ngon kìa. Nó có xào xào nè. Nó lạnh như xào vậy hả? Nó cục, nó còn cái... còn. Nó có cái cái gì muốn ăn cục? Cái gì khới á? Cái gì? Củ sen. Củ sen. Trong củ sen. À, cho mẹ miếng măng cục mà. Ý ăn măng cục không? Ăn thử đây nè. Mày thấy hùng chát. Cái làm màu nè. Tiếng chấm hết bài luôn. Già nó ngon quá em. Ăn đi. Ăn. Y như da gà luôn. Gà nó ăn bắp ăn của. Bắp gà. Gà nó bắp, nó thịt nó già. Gà nó già. Rồi gà ăn lúa nó thịt nó trắng hả? Nó già, nó đâu bằng này. Không, biết nói nha. Không biết hả? Qua làm chén hả? Chút nắp luôn. Gà. Quá đạt. Gà chén nào mà nó chứ là chén ngon.
Trời ơi trời. Ngon chứ. Cục. Cái hậu ngọt ngọt đó. Ăn này lạ lạ miệng á. Quá êm, quá êm. À, cả nhà ơi, bây giờ thì nói chung là cái video của Hải Ca nó cũng khá là dài rồi. Hải Ca xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh Sơn Báo nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà mình. Bye bye, bye.